trở lại với kênh Cô Diều TV. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tô màu chân cát hình công chúa Anna. Mời các bạn cùng đón xem nha. Đầu tiên, mình sẽ tô đường viền cho bức tranh. Viền của bức tranh mình sẽ tô màu đen nha. Mình sẽ tô chiếc nón của công chúa Anna. Mình sẽ tô phần chóp nón của công chúa Anna trước nha. Chóp nón mình sẽ tô màu đỏ. Tiếp theo, mình sẽ tô phần giữa của cái nón này. Phần giữa của nón mình sẽ tô màu xanh dương. Tiếp theo mình sẽ tô vành nón. Vành nón mình sẽ tô màu vàng nhé. Giờ thì mình sẽ tô tóc cho công chúa Anna này nha. Tóc của công chúa Anna mình sẽ tô màu cam nha. Tiếp đó mình sẽ tô mặt, cổ và tay của công chúa Anna này nha. Thank you.
Tiếp đến, mình sẽ tô mắt cho công chúa Anna này nha. Mắt của công chúa Anna mình sẽ tô màu trắng. Giờ thì mình sẽ tô tay áo của công chúa Anna nha. Tay áo của công chúa Anna mình sẽ tô màu tím. Giờ thì mình sẽ tô viền áo của công chúa Anna. Viền áo của công chúa Anna mình sẽ tô màu vàng. Giờ thì mình sẽ tô ngực áo của công chúa Anna. Ngực áo của công chúa Anna mình sẽ tô màu đỏ nha. Mình sẽ tô đầm cho công chúa Anna nha. Đầm của công chúa Anna mình sẽ tô màu xanh lá cây nha. Mình sẽ tô màu cho những bông hoa này nha. Cuối cùng mình sẽ tô nền bức tranh công chúa Anna này nha. Nền của bức tranh mình sẽ tô màu trắng nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tô màu chân cát công chúa Anna. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và nhấn chuông bên cạnh nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.